sách Việt Rách, tủ sách ôn luyện kỳ thi vào 10, tổng hợp trọng tâm kiến thức 6, 7, 8 và 9, giải mã tuyển tập đề thi các trường, luyện thi thần tốc, truy cập ngay shopee.vn/vietrachofficialstore. Xin chào tất cả các bạn học sinh thân mến, chào mừng tất cả các em đến với bài học ngày hôm nay của chúng ta. Và trong bài học ngày hôm nay thì cô Hạnh và các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau trong bài số 2 trong bộ sách Toán 9 Chân Trời Sáng Tạo. Và trong bài học này chúng ta sẽ cùng đi nghiên cứu về vấn đề gì thì các bạn sẽ cùng quan sát cho cô vào phần bài toán mở đầu như sau. Mình đang tìm hiểu chương 1, đó là phương trình và hệ phương trình, đúng không? Vậy mình tìm hiểu cho cô cái bài toán cổ như sau. Một đàn em nhỏ đứng bên sông, to nhỏ bàn nhau chuyện chia hồng. Mỗi người 5 trái thừa 5 trái, mỗi người 6 trái một người không. Hỡi người bạn trẻ đang dừng bước, có mấy em thơ mấy trái hồng. Bây giờ làm thế nào để có thể tính được số em nhỏ, tức là em thơ và số trái hồng trong cái bài toán cổ này? Thì học xong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi đấy, được chưa? Rồi, đó là bài số 2, phương trình bậc nhất hai ẩn và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu xem là trong cái bài học ngày hôm nay sẽ gồm có các phần kiến thức như thế nào. Thì bài học ngày hôm nay sẽ chia làm hai phần. Phần thứ nhất là phương trình bậc nhất hai ẩn và thứ hai là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Thì chúng ta cùng xem là phương trình bậc nhất hai ẩn nó có dạng như thế nào, hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng như thế nào, đúng không? Rồi bây giờ mình cùng vào cho cô phần đầu tiên, phần 1, phương trình bậc nhất hai ẩn. Rồi bây giờ các bạn cùng vào cho cô phần khám phá số 1 này. Để chuyển đổi từ độ F ký hiệu là X sang độ C ký hiệu là Y, ta dùng công thức Y bằng 5/9 nhân mở ngoặc X trừ 32. Câu A, biến đổi công thức trên về dạng X trừ 1, X trừ 1,8Y bằng 32. Rồi cô gọi đây là phương trình 1. Rồi câu B, hỏi 20 độ C tương ứng với bao nhiêu độ F? Câu C, hỏi 98,6 độ F tương ứng với bao nhiêu độ C? Bây giờ chúng ta sẽ giải cho cô câu A là biến đổi cái công thức trên về dạng x trừ 1,8y bằng 32. Thì cô sẽ có như sau. Nào câu A nhé. Ban đầu ta có này là y bằng 5/9 nhân với x trừ 32, đúng không? Rồi vậy ở đây cô sẽ có như sau. Cô sẽ thấy là vậy thì bây giờ cô coi x trừ 32 này là thừa số chưa biết đi. Thì muốn tìm thừa số chưa biết, cô sẽ lấy tích, đấy là y, cô chia cho thừa số đã biết, đấy là 5/9, đúng không? Rồi, vậy cô sẽ được là bằng x trừ 32. Rồi, y mà chia cho 5/9 thì tức là gì các bạn nhỉ? À, tức là y nhân với 9/5, đúng không? Vậy tức là y nhân 9/5 sẽ bằng x trừ 32. Rồi, 9/5 thì chúng ta thấy nó chính là bằng 1,8. Vậy đây cô sẽ có là 1,8 nhân y sẽ bằng x trừ 32. Vậy bây giờ làm nào để đưa được nó về dạng x trừ 1,8y bằng 32? Thì cô sẽ có như sau. X trừ 1,8y thì bây giờ cô sẽ chuyển nhá. 1,8y này cô chuyển sang vế phải đúng không? Vậy ở trên vế này cô sẽ có là x trừ đi 1,8y. Rồi chuyển anh này sang bên kia thì đổi thành âm 1,8y. Còn âm 32 này cô lại chuyển sang bên này, vậy là dương 32. Sau đó cô lại đổi hai vị trí cho nhau thì cô sẽ được là x trừ 1,8y bằng 32. Và ở đây người ta gọi là cái hệ thức số 1, đúng không? Rồi, đấy. Thế thì cái hệ thức giống như hệ thức số 1 này, cô gọi là phương trình bậc nhất hai ẩn. Đó, các bạn quan sát cho cô, nó có hai ẩn là x và y và đều có bậc là 1, tức là đều có mũ là 1 đấy. Cô gọi đây là phương trình bậc nhất hai ẩn x và y. Rồi, bây giờ câu B này, hỏi 20 độ C tương ứng với bao nhiêu độ F? Rồi, thế thì bây giờ xem 20 độ C nhá. Độ C thì chúng ta ký hiệu là y đúng không? Thì bây giờ chúng ta thử xem là 20, tức là y bằng 20 thì chúng ta sẽ xem được x sẽ bằng bao nhiêu, đúng không? Nào, bây giờ cô sẽ có này. Với y bằng 20 thì nào, y bằng 20 thì chúng ta sẽ làm nào? Chúng ta thay y bằng 20 vào cái phương trình số 1 này cho cô nhé. Đây, tại vì 20 độ C thì tức là y, đúng không? Nào, bây giờ cô sẽ có y bằng 20 thì cô sẽ có này, thay vào phương trình 1
thay vào phương trình 1. Ta được. Bây giờ cô sẽ có này, x trừ đi 1,8 nhân y tức là nhân 20 bằng 32. Vậy các bạn giải cho cô, mình sẽ tìm được x bằng bao nhiêu. Cô sẽ có âm 1,8 mà nhân với 20 như thế này thì cô sẽ được ở đây sẽ là bao nhiêu các bạn? À, mình sẽ lấy đi 18 nhân 2 vậy là bằng 36 đúng không? Rồi 36 trừ 36 chuyển sang phía kia vậy nó sẽ bằng bao nhiêu các bạn? Dương 36, 32 mà cộng với 36 vậy chúng ta sẽ được là bằng 68. Rồi, x bằng 68 tức là đổi từ độ C sang độ F thì tức là gì đấy? À, 1 thì ở đây mình sẽ có là 20 độ C thì nó sẽ bằng 68 độ F đúng không nhỉ? Rồi, vậy 20 độ C thì tương ứng với 68 độ F. Rồi, được chưa? Đấy là câu B. Tiếp theo là câu C này. Câu C là hỏi 98,6 độ F thì tương ứng với bao nhiêu độ C? Thế thì bây giờ chúng ta có là 98,6 độ F. Thế thì độ F người ta đã ký hiệu là x rồi đúng không? Vậy bây giờ x của chúng ta sẽ bằng 98,6 độ. Được chưa? Vậy bây giờ chúng ta sẽ có là với x bằng 98,6 thì thay vào phương trình mấy các bạn nhỉ? Thay vào phương trình 1 ta được. Các bạn sẽ có là bằng bao nhiêu đây các bạn? Đây, x bằng 98,6 và cô sẽ có là 98,6 này trừ đi 1,8 nhân y bằng 32 hạ xuống. Rồi, bây giờ chúng ta tìm y cho cô. Đây cô sẽ có là âm 1,8 y thì sẽ bằng lấy 32 mà trừ đi 98,6 vậy các bạn sẽ được là bằng âm 66,6. Vậy y ở đây sẽ bằng bao nhiêu? Âm 66,6 chia cho âm 1,8 đúng không? Vậy các bạn sẽ được là bằng 37. Rồi, vậy từ 37 này thì chính là 37 độ C. Đấy, vậy tức là 98,6 độ F nó sẽ tương ứng với 37 độ C. Vậy 98,6 độ F tương ứng với 37 độ C. Rồi, vậy thì qua cái phần khám phá số 1 này chúng ta sẽ thấy được rằng là gì? À, mình sẽ biết được cho cô cái dạng phương trình bậc nhất hay ẩn nó là có dạng là gì đây các bạn nhỉ? À, nếu ví dụ đây, cô gọi phương trình số 1 này, vừa nãy cô khẳng định nó là phương trình bậc nhất hay ẩn xy, thì khi đó các bạn thấy nó sẽ có dạng ax cộng bi bằng c. Trong đó a, b, c là các số đã biết đúng không? Ở đây trừ 1,8y thì cô có thể ghi là thành cộng với âm 1,8y. Vì vậy mà các bạn sẽ thấy là nó sẽ có dạng tổng quát như sau. Bây giờ chúng ta sẽ có khái niệm về phương trình bậc nhất hay ẩn như sau. Là phương trình mà có dạng là ax cộng bi bằng c. Trong đó thì a, b, c là các số đã biết. Nó sẽ gọi là các hệ số. Và a, b thì không đồng thời bằng 0. Tức là nếu a bằng 0 rồi thì b phải khác 0. Ngược lại nếu a khác 0 thì b có thể bằng 0. Được chưa? Rồi, đấy là cái quan hệ giữa a và b nhá. Bây giờ cô lấy ví dụ về phương trình bậc nhất hay ẩn như sau. Là 2x cộng 3y bằng 4 là phương trình bậc nhất hay ẩn. A bằng 2, b bằng 3, c bằng 4. Tiếp theo phương trình bậc nhất hay ẩn đó là 0x cộng 2y bằng 30. A ở đây bằng 0, b bằng 2, c bằng 30. Tiếp tục là x cộng 0y bằng 2. A bằng 1, b bằng 0, c bằng 2. Đây chính là các phương trình bậc nhất hay ẩn nhé. Đây các bạn thấy ở phương trình thứ 2 và phương trình thứ 3 thì chúng ta thấy a và b nó không đồng thời bằng 0 đúng không? Rồi, vậy bây giờ đấy là phần khái niệm về phương trình bậc nhất hay ẩn. Và tiếp theo chúng ta cùng đi tìm hiểu về nghiệm của phương trình bậc nhất hay ẩn nhé. Vậy thế nào được gọi là nghiệm của phương trình bậc nhất hay ẩn? Thì nếu bây giờ cô thay cái giá trị của vế trái của phương trình nhé, tại x0 và y0, mà nếu khi thay x0 và y0 vào mà nó làm cho vế trái nó bằng vế phải, thì khi đó cái cặp số x0, y0 sẽ được gọi là một nghiệm của phương trình. Đấy, rồi cô lấy ví dụ như sau, các bạn quan sát này.
cô cho phương trình 3x trừ y bằng 1. Trong hai cặp số 1, 2 và 1, âm 2 này thì cặp số nào là nghiệm của phương trình đã cho? Thế thì muốn xem cặp số nào là nghiệm của phương trình đã cho thì cô sẽ làm như sau. Cô thay cái cặp số này vào phương trình, vào vế trái của phương trình nhá. Đấy, thay x bằng 1, y bằng 2 vào. Đấy, x bằng 1 này. Vậy 3 x 1 là 3. Trừ đi y, vậy là trừ đi 2. 3 trừ đi 2, vậy bằng 1. À, nó đúng bằng vế phải đúng không? Vậy thì khi đó cô sẽ nói rằng là gì? À, cặp số 1, 2 này chính là nghiệm của phương trình 3x trừ y bằng 1. Bây giờ kiểm tra tiếp này, 1 âm 2 này, cô sẽ thay này, x bằng 1 vào đây. Vậy 3 x 1 là 3, trừ đi y tức là trừ đi âm 2, trừ trừ thì lại thành cộng. Vậy 3 cộng 2 lại bằng mấy cơ? Bằng 5 đúng không? Thế 5 nó có bằng 1 không? Không. Vậy thì khi đó cặp số này nó sẽ không là nghiệm của phương trình đã cho. Vì 3 x 1 trừ đi trừ 2 thì nó bằng 5. 5 thì khác vế phải, đó là khác 1. Vì vậy mà cặp số này không là nghiệm của phương trình đã cho. Đấy là nghiệm của phương trình. Và nếu đề bài yêu cầu chúng ta giải phương trình, tức là chúng ta phải đi tìm tất cả các nghiệm của phương trình đó. Lưu ý nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng có cho cô một cái chú ý như sau. Là biểu diễn cái nghiệm của phương trình bậc nhất hay ẩn trên mặt phẳng tọa độ OXY. Thì mỗi cái nghiệm x0, y0 của phương trình ax cộng bi bằng c nó sẽ được biểu diễn bởi một điểm trên mặt phẳng tọa độ OXY. Và điểm đó nó sẽ là x0, y0. Đấy, tọa độ x0, y0 nhá. Hoành độ là x0, còn y độ, y0 nó sẽ là tung độ. Rồi, phương trình bậc nhất hay ẩn ax cộng bi bằng c nó luôn luôn có vô số nghiệm. Tất cả các nghiệm của phương trình đó được biểu diễn bởi một đường thẳng. Cô lấy ví dụ như sau, các bạn quan sát này. Ví dụ này, ví dụ số 3 nhé. Là biểu diễn tất cả các nghiệm của phương trình trừ 3x cộng y bằng 2 trên mặt phẳng tọa độ OXY. Thế thì cô sẽ làm như thế nào? Cô sẽ rút y ra nhá. Từ phương trình này cô rút y ra. Cô sẽ có là y sẽ bằng này. Cô sẽ viết lại y sẽ bằng 2 cộng 3x. Đúng không? Tức là 3x cộng 2 đấy. Sau đó thì cô sẽ làm nào? Từ đó tất cả đã cho nó chính là được biểu diễn bởi cái đường thẳng tên là D. Đường thẳng D này là y bằng 3x cộng 2. Mà muốn vẽ đường thẳng D này thì các bạn đã biết cách vẽ rồi. Muốn vẽ đường thẳng thì chúng ta phải vẽ được ít nhất hai điểm mà nó đi qua, đúng không? Các bạn có thể vẽ được trên mặt phẳng tọa độ OXY. Đấy, đây. Vẽ đường thẳng D. Vậy thì đường thẳng D này nó chính là tập hợp tất cả các nghiệm của phương trình trừ 3x cộng y bằng 2. Đấy, thế thì bây giờ nếu ví dụ đề bài mà yêu cầu chúng ta biểu diễn tất cả các nghiệm của phương trình bậc nhất hay ẩn ý, thì khi đó chúng ta phải rút y ra cho cô giống như này. Sau đó chúng ta sẽ vẽ cái đường thẳng y bằng 3x cộng 2 như thế này vào trên mặt phẳng tọa độ OXY. Đấy, và nó sẽ là đường thẳng D. Thì đây chính là gì? Tất cả các nghiệm của phương trình đã cho. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng làm cho cô phần thực hành số 1 nhá. Xác định các hệ số A, B, C của mỗi phương trình bậc nhất hay ẩn sau. Rồi, bây giờ ở đây chúng ta có câu A này. Câu A này thì A của cô sẽ bằng bao nhiêu? Hệ số của X vậy bằng 1 này. B ở đây là bằng mấy? 5. Còn C sẽ bằng âm 4. Tiếp tục này, câu B. A ở đây của cô là bằng căn 3. B ở đây là bằng 1. Còn C bằng 0. Tiếp, câu C. A ở đây của cô là bằng 0. B ở đây nhá, các bạn lưu ý là sẽ bằng âm 3/2. Còn C nó sẽ bằng 6. D này, A của cô sẽ bằng mấy các bạn? 2. B sẽ bằng mấy? 0. Còn C sẽ bằng âm 1/5. Rồi, đấy là phần thực hành số 1 của chúng ta. Bây giờ chúng ta cùng vào cho cô phần thực hành số 2 nhá. Là cho phương trình 3x cộng 2y bằng 4. Cô gọi đây là phương trình số 1. Trong hai cặp số 1, 2 và 2, âm 1, cặp số nào là nghiệm của phương trình 1? Rồi, vậy bây giờ để xem cặp số nào là nghiệm của phương trình 1 này thì cô sẽ thay từng cặp số vào, đúng không? Bây giờ cô sẽ có lời giải như sau. Đây, đầu tiên là cô sẽ thay này. Thay ở đây là x bằng 1. Cặp số đầu tiên là x bằng 1 thì y sẽ bằng 2, đúng không? Y bằng 2 vào phương trình 1 ta được
Cô sẽ có là 3 nhân x tức là 3 nhân 1 này, cộng với 2 nhân y tức là 2 nhân 2, các bạn sẽ được là bằng bao nhiêu? Đây cô sẽ có là 3 nhân 1 là 3, cộng 2 nhân 2 là 4, 3 cộng 4 là bằng 7. Thì các bạn thấy là 7 nó khác 4 đúng không? Bằng 7 này, khác 4. Nên cặp số 1, 2 này không là nghiệm của phương trình 1. Không là nghiệm của phương trình 1. Rồi, tiếp theo bây giờ cô có như sau. Cặp số 2 âm 1 này chúng ta cùng thay vào tiếp nhé. Đây cô có thay x bằng 2, y bằng âm 1 vào phương trình 1, ta được. Các bạn sẽ thay vào đây cho cô nhé. Đây là x bằng 2 này, vậy đây cô sẽ có là 3 nhân 2 cộng 2 nhân y tức là 2 nhân âm 1 đúng không? Vậy cô có như sau. 3 nhân 2 là 6 này, 2 nhân âm 1 là âm 2. 6 mà cộng với âm 2 thì chúng ta được bằng dương 4 đúng không? Đây cô sẽ có là dương 4. À, nó đúng bằng vế phải của 1, được chưa? Vậy nên cặp số 2 âm 1 này chính là nghiệm của phương trình 1. Của phương trình 1. Rồi, đấy. Đấy là phần A của chúng ta. Tiếp theo là phần B. Tìm y0 để cặp số 4y0 là nghiệm của phương trình 1. Rồi, câu C, câu B nhá. Đây là câu A này. À, bây giờ chúng ta có này, vì này 4y0 là nghiệm của phương trình 1. Của phương trình 1. Nên các bạn thấy khi 4y0 là nghiệm của phương trình 1 thì khi chúng ta thay x bằng 4, y bằng y0 vào trong cái phương trình 1 thì nó sẽ phải bằng vế phải của phương trình 1 đúng không? Nên khi đó ta sẽ có như sau. Chỗ nào có x cô thay bởi 4, có y cô thay bởi y0 nhá. Cô có 3 nhân bao nhiêu? 3 nhân 4 này cộng 2 nhân y0 này bằng mấy các bạn? Bằng 4. Giải cho cô phương trình với ẩn là y0 ở đây. 3 nhân 4 là bằng 12 này. 12 chuyển sang bên kia là âm 12 đúng không? Bên này sẽ còn 2y0 bằng 4 mà trừ đi 12. 4 trừ đi 12 thì sẽ được là âm 8. Vậy đây cô có là y0 sẽ bằng âm 8 chia 2, vậy là âm 4 nhá. Rồi kết luận cho cô là vậy, y0 sẽ bằng âm 4. Đấy, tức là chúng ta sẽ tìm thêm được cho cô một nghiệm nữa của phương trình này, đó là 4, âm 4, đúng không? Rồi, bây giờ đề bài yêu cầu chúng ta câu C này, tìm thêm cho cô hai nghiệm của phương trình 1 nữa. À, vậy bây giờ cô sẽ tìm thêm hai nghiệm của phương trình 1 nhá. Hai nghiệm của phương trình 1 nữa sẽ là hai nghiệm nào đây? Ở đây cô sẽ có là 0, 2 này. Rồi cô tìm được thêm nghiệm nữa là 1 này, 1 phần 2. Đấy. Đây cô tìm được hai nghiệm này nữa. Bây giờ các bạn thử xem là thay vào xem hai nghiệm này có phải là hai nghiệm của phương trình không nhá. Rồi, thế sau khi cô đã tìm được thêm hai nghiệm của phương trình này rồi, bây giờ câu D người ta yêu cầu hãy biểu diễn tất cả các nghiệm của phương trình 1 này trên mặt phẳng tọa độ OXY. Đấy, tức là mình sẽ phải làm như cô hướng dẫn vừa nãy, ví dụ 3 đấy, đúng không? Mình rút y ra, sau đó thì vẽ đường thẳng D. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta cùng vào câu D cho cô. Đó, vậy thì bây giờ chúng ta cùng làm cho cô câu D này. Biểu diễn tất cả các nghiệm của phương trình 1 trên mặt phẳng tọa độ OXY. Đó, vậy thì ở đây cô sẽ làm như thế nào? Thì các bạn thấy là cái phương trình 3x cộng 2y bằng 4 này, thì các bạn thấy là cô đã tìm được hai cái nghiệm của nó. Đấy là gì? Là 0, 2 và 2 âm 1 đúng không? Đấy, cô sẽ có lấy bất kỳ hai nghiệm là 0, 2 này, 2 âm 1. Nên cái đường thẳng 3x cộng 2y bằng 4 này nó sẽ đi qua hai điểm cho cô đặt tên nhé. Điểm A có tọa độ 0, 2, điểm B có tọa độ là 2 âm 1. Bây giờ mình sẽ vẽ hai cái điểm A và B trên mặt phẳng tọa độ OXY. Sau đó vẽ một đường thẳng đi qua hai điểm này. Thì đường thẳng đó chính là điểm mà biểu, tức là cái đường thẳng biểu diễn tất cả các nghiệm của phương trình 1 trên mặt phẳng tọa độ. Vậy bây giờ các bạn lập luận cho cô như thế này, sau đó vẽ cho cô nhé. Đây mình sẽ vẽ cho cô hệ trục tọa độ OXY ra này.
Rồi, vẽ hai cái điểm A và B trên mặt phẳng tọa độ OXY. Rồi, điểm đầu tiên của cô là điểm 0,2 đúng không? Đây là 0, 1 này, 2. Đấy, vậy đây sẽ là điểm A, 2 đây. Tiếp, điểm B có tọa độ là 2, âm 1. 2, âm 1 này, tức là hoành độ bằng 2. 2 đây, âm 1 tức là nó ở dưới này. Đấy, 2, âm 1. Rồi, đây sẽ là điểm B này. Rồi, sau đó bây giờ cô nối kéo dài đi, vẽ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B. Rồi, thì cái đường thẳng này cô đặt là D đi. Đường thẳng D này chính là cái đường thẳng biểu diễn tất cả các nghiệm của phương trình số 1. Và đấy cũng là phần thực hành số 2 của chúng ta. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang cho cô phần thứ hai trong bài học ngày hôm nay, đó là hệ hai phương trình bậc nhất hay ẩn nhé. Phần thứ hai của chúng ta đó là hệ hai phương trình bậc nhất hay ẩn. Vậy bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu hệ hai phương trình bậc nhất hay ẩn này thông qua phần hoạt động số 2 nhé. Hoạt động số 2, một ô tô đi từ A đến B, cùng lúc đó một xe máy đi từ B về A. Gọi x km/h là tốc độ của ô tô, y km/h là tốc độ của xe máy, x y lớn hơn 0. Biết rằng một này, tốc độ của ô tô lớn hơn tốc độ của xe máy 15 km/h. Cộng 2, quãng đường AB dài 210 km và hai xe gặp nhau sau 2 giờ. Rồi, vậy bây giờ câu A, từ dữ kiện 1 hãy lập một phương trình hai ẩn x và y. Rồi, bây giờ cô sẽ có câu A nhé. Từ câu A thì chúng ta thấy là lập một phương trình hai ẩn x và y. Thì các bạn thấy là dữ kiện 1 này chúng ta thấy tốc độ của ô tô hơn tốc độ của xe máy là 15 km/h, đúng không? Mà tốc độ của ô tô cô gọi là x rồi, của xe máy gọi là y rồi. Thế thì cô sẽ có phương trình là x trừ y sẽ bằng 15. Đấy, cô sẽ có x trừ y bằng 15. Đấy, từ dữ kiện 1 thì ta có như sau. Đây, cô sẽ có là từ để câu A nhá. Tiếp, từ dữ kiện 2, câu B này. Từ dữ kiện 2 thì cô sẽ có lập thêm một phương trình với hai ẩn là x và y nữa. Thì các bạn sẽ quan sát cho cô này. Ở đây chúng ta thấy quãng đường AB dài 210 km, đúng không? Và hai xe gặp nhau sau 2 giờ. Thì các bạn thấy là hai cái xe này, một xe máy và một ô tô, nó đi ngược chiều nhau. Đấy, cô lấy ví dụ là nó đi. Đây, cô vẽ một cái sơ đồ như thế này. Đấy, cô có là đây là A này, đây là B, đúng không? Ô tô thì đi từ A, đúng không? Ô tô này. Còn xe máy thì đi từ B ngược chiều ra đằng A. Đấy. Rồi, bây giờ quãng đường AB người ta cho là bằng 210 km. Quãng đường AB đấy. Bây giờ hai xe gặp nhau sau 2 giờ. Cô lấy ví dụ hai xe gặp nhau sau 2 giờ, nó một địa điểm, đó là điểm C đi. Thì lúc đấy ô tô nó gặp xe máy ở địa điểm C, thì cả hai xe đều đi được 2 tiếng rồi, tức là 2 giờ, đúng không? Thì khi đó các bạn sẽ tìm cho cô được cái phương trình liên quan như sau. Khi mà đi đến lúc mà gặp xe máy ấy, thì quãng đường ô tô đi được sẽ là bao nhiêu? Khi với vận tốc là x km/h, đúng không nhỉ? Mà nó đi trong mấy giờ đấy các bạn? 2 giờ. Vậy thì quãng đường nó sẽ đi được là 2x. Tức là quãng đường từ A đến C là 2 nhân x. Tiếp theo là xe máy nó đi trong 2 giờ thì nó sẽ gặp ô tô, mà nó đi với vận tốc là y km/h. Vậy quãng đường xe máy đi được sẽ là 2 nhân y. Đấy, thế mà khi hai xe gặp nhau thì tức là tổng cộng cái quãng đường của cả hai xe cộng lại chính là ra quãng đường AB, đúng không? Vậy cô sẽ có là 2x cộng 2y thì chính là bằng 210. Đấy, vậy bây giờ cô sẽ có này. Quãng đường, đầu tiên cô sẽ tính quãng đường này. Quãng đường ô tô đi được sau 2 giờ là, nào, quãng đường ô tô đi được sau 2 giờ thì chúng ta thấy là lấy vận tốc nhân thời gian, hay là thời gian nhân vận tốc, đúng không? Cô sẽ có là 2 nhân x, đơn vị là km. Tiếp, bây giờ tương tự như vậy, cô tính được quãng đường xe máy đi được sau 2 giờ sẽ là
2 nhân y km. Rồi, bây giờ chúng ta thấy là khi hai xe gặp nhau thì tức là đã đi hết quãng đường AB nên ta có phương trình. Rồi, vì khi hai xe gặp nhau là đã đi hết quãng đường AB nên ta có phương trình. Phương trình của cô là 2x cộng 2y sẽ bằng bao nhiêu các bạn? 210, đúng không? Rồi, thế thì ở đây cô sẽ rút gọn nhé. Các bạn sẽ chia cả hai vế cho 2 đi, thì đây cô sẽ được là x cộng y bằng 210 chia cho 2 thì cô sẽ được là 105. Đây cô gọi là phương trình số 2, đây cô gọi là phương trình, ở đây cô gọi là phương trình số 3 đi, đây phương trình số 4 đi. Đấy, cho nó đỡ bị trùng với 1 và 2 ở trong cái khám phá số 2. Thấy chưa? Thế thì bây giờ các bạn sẽ quan sát cho cô. Mình sẽ thấy rằng phương trình số 3 này là phương trình bậc nhất hay ẩn, đúng không? Phương trình số 4 cũng là phương trình bậc nhất hay ẩn. Vậy bây giờ cô ghép hai cái phương trình này lại thì cô sẽ được hệ hai phương trình bậc nhất hay ẩn. Được chưa? Rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ có, ta sẽ có ghép phương trình 3 và phương trình 4 nhá. Cô sẽ có là x trừ y bằng 15, x cộng y bằng 105. Thì cái hệ này cô gọi là hệ hai phương trình bậc nhất hay ẩn. Được chưa? Rồi. Bây giờ tiếp theo cô sẽ có câu C. Bạn An khẳng định rằng tốc độ của ô tô và xe máy lần lượt là 60 km/h và 45 km/h. Vậy có thể dùng hai phương trình lập được để kiểm tra khẳng định của An là đúng hay sai không? Vậy bây giờ chúng ta cùng giải cho cô ý C nhé. Bây giờ chúng ta sẽ có câu C như sau. Đấy, thì bây giờ sau khi chúng ta đã lập được một cái gọi là hệ phương trình bậc nhất hay ẩn rồi, và ở đây trên này cô gọi là phương trình 3, dưới cô gọi là phương trình 4 rồi, đúng nhỉ? Thế thì bây giờ để xem bạn An này có đúng hay không, bạn ý bảo là tốc độ của ô tô và xe máy lần lượt là 60 km/h và 45 km/h, tức là x sẽ bằng bao nhiêu các bạn? À, x bằng 60, còn y bằng bao nhiêu? Y bằng 45. Thế thì để có thể xem là dùng cái hai cái phương trình này để kiểm tra được khẳng định của bạn ý hay không, thì bây giờ chúng ta cần kiểm tra cho cô xem là khi thay x bằng 60, y bằng 45 vào phương trình 3 thì nó có được thu được khẳng định đúng hay không. Tiếp tục thay x bằng 60, y bằng 45 vào phương trình 4, mình có thu được khẳng định đúng hay không, đúng nhỉ? Rồi, nếu thu được khẳng định đúng trong cả hai phương trình này thì tức là bạn An nói đúng. Vậy cô sẽ có như sau. Cô sẽ có là cô thay này, thay x bằng 60, y bằng 45 vào phương trình 3 thì cô có x trừ y, tức là 60 trừ đi 45 sẽ bằng 15, nó đúng bằng vế phải của phương trình 3, đúng không? Tiếp theo cô thay x bằng 60, y bằng 45 vào phương trình 4 thì cô được là x cộng y, vậy là 60 cộng 45 thì nó đúng bằng vế phải của phương trình 4 là 105. Thế thì khi đó các bạn thấy rằng là x bằng 60, y bằng 45 nó vừa là nghiệm của phương trình 3, nó vừa là nghiệm của phương trình 4. Thế thì khi đó các bạn sẽ thấy rằng bạn An ở trong này chúng ta thấy là bạn ấy sẽ khẳng nói đúng, đúng nhỉ? Tức là vận tốc của xe máy sẽ là 60 km, vận tốc của ô tô là 60 km/h, còn vận tốc của xe máy là 45 km/h. Và ngoài ra chúng ta thấy như sau. Khi x bằng 60, y bằng 45, tức là cặp số 60, 45 này nó vừa là nghiệm của phương trình 3, vừa là nghiệm của phương trình 4, thì khi đó cô sẽ nói rằng cặp số này chính là nghiệm của hệ phương trình. Nghiệm của hệ phương trình này luôn, được chưa? Vậy qua cái phần khám phá số 2 này, chúng ta sẽ rút ra được cho cô thứ nhất là khái niệm về hệ hai phương trình bậc nhất hay ẩn, thứ hai là nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hay ẩn như sau. Quan sát cho cô phần hoạt động, phần kết luận này. Hệ hai phương trình bậc nhất hay ẩn nó sẽ có dạng ax cộng bi bằng c, đây cô gọi là phương trình 1. A phẩy x cộng b phẩy y bằng c phẩy, đây cô gọi là phương trình 2. Và hệ này cô gọi là hệ phương trình một la mã. Trong đó thì a, b, c, a phẩy, b phẩy, c phẩy nó sẽ là các số đã biết, cô sẽ gọi là hệ số. Trong đó thì a bằng a khác 0 hoặc là b khác 0, tức là a và b không đồng thời bằng 0. Tiếp là a phẩy và b phẩy, các bạn thấy là nó không đồng thời bằng 0 tiếp. Đấy, được chưa? Tiếp theo về nghiệm
của phương trình, của hệ phương trình thì chúng ta thấy là nếu cô có cặp số x0, y0, nó vừa là nghiệm của phương trình 1, vừa là nghiệm của phương trình 2, thì khi đó nó sẽ là nghiệm của hệ phương trình 1 La Mã. Đấy. Và đề bài nếu yêu cầu chúng ta đi giải hệ phương trình, tức là chúng ta phải đi tìm tất cả các nghiệm của hệ phương trình đó. Tức là tìm tất cả các cặp số x0, y0 để cho nó là nghiệm của hệ phương trình, đúng không? Đấy là phần kết luận của chúng ta. Bây giờ chúng ta áp dụng và làm cho cô phần thực hành số 3 nhé. Trong các hệ phương trình sau, hệ phương trình nào là hệ phương trình bậc nhất hay ẩn? Vậy thì chúng ta cùng xem là nếu trong hệ nó có hai phương trình bậc nhất hay ẩn thì nó sẽ là một hệ phương trình bậc nhất hay ẩn, đúng không? Bây giờ câu A này, x cộng 3y bằng 0. Đây là phương trình bậc nhất hay ẩn. A bằng 1, B bằng 3, C bằng 0. 4x trừ 3y bằng âm 4 thì đây cũng là phương trình bậc nhất hay ẩn, với A là 4, B bằng âm 3, C bằng âm 4. Vậy thì cả hai phương trình trong hệ đều là phương trình bậc nhất hay ẩn. Vậy đây chính là hệ hai phương trình bậc nhất hay ẩn. Câu B, căn 3. Ở đây cô có là căn 3x các bạn nhé. Đấy, căn 3x cộng 0y mà bằng âm 5. 0x cộng 4/5y bằng 3 thì cô sẽ có đây cũng là hệ hai phương trình bậc nhất hay ẩn. Vì sao? Ở đây chúng ta thấy phương trình đầu tiên A của cô là căn 3, B là 0, C là âm 5, đúng không? Phương trình thứ hai thì cũng là phương trình bậc nhất hay ẩn, với A là 0, B bằng 4/5 thì nó đã khác 0 rồi. Đây, A và B không đồng thời bằng 0. C ở đây là bằng 3, được chưa? Rồi, vậy A và B đều là hệ hai phương trình bậc nhất hay ẩn. Câu C này thì chúng ta thấy nó không là hệ hai phương trình bậc nhất hay ẩn. Lý do? Vì cái phương trình thứ hai của chúng ta đó là 0x cộng 0y bằng 9 thì các bạn thấy A và B nó lại như nào? Đều bằng 0, thế này là không được, đúng không? Vậy thì ở đây mình sẽ chọn được cho cô là ý A và ý B là hệ hai phương trình bậc nhất hay ẩn. Đấy là phần thực hành số 3 của chúng ta. Tiếp theo chúng ta cùng vào cho cô thực hành số 4 nhé. Cho hệ phương trình này. Đây. X cộng 5y bằng 10 hay x trừ y bằng âm 13. Trong các cặp số 0, 2 và âm 5, 3, cặp số nào là nghiệm của hệ phương trình đã cho? Rồi bây giờ cô sẽ có, đây cô gọi là phương trình 1 trong hệ, phương trình 2 đi. Bây giờ cô sẽ thay nhé. Thay cặp số đầu tiên là 0, 2 trước này. Đây, bây giờ cô thay này. Thay x bằng mấy nhỉ? 0, y bằng 2. Lần lượt vào phương trình 1 và phương trình 2 ta được nào, cô sẽ thay nhá. Đấy, thay x bằng 0, y bằng 2 vào phương trình 1 này trước này, cô sẽ được là 0 cộng với 5 nhân 2. Và các bạn thấy này, 0 cộng với 5 nhân 2 là 10, đúng không? 10 thì bằng 10. Rồi, đúng rồi. Tiếp theo bây giờ thay vào phương trình 2 này, 2 nhân mấy các bạn? 2 nhân x tức là 2 nhân 0 này. Trừ đi y tức là trừ đi 2, đúng không? Trừ đi 2. Vậy là bằng 2 nhân 0 là 0, 0 trừ 2 vậy bằng âm 2. Âm 2 thì các bạn thấy nó khác âm 13. Rồi, vậy mình kết luận cho cô là vì cái cặp số 0, 2 này nó không là nghiệm của phương trình mấy đây các bạn? Phương trình 2. Nên nó sẽ không là nghiệm của hệ phương trình đã cho. Hệ phương trình này cô gọi là hệ phương trình 2 La Mã đi. Đấy, bây giờ mình có là vì 0, 2 nó không là nghiệm, không là nghiệm của phương trình 2 nên nó sẽ không là nghiệm của hệ phương trình 2 La Mã. Rồi, xong ý đầu tiên. Tiếp theo ý thứ hai là cặp số âm 5, 3. Các bạn cũng thay vào cho cô nhé. Thay này. Thay x bằng âm 5, y bằng 3 vào phương trình 1 và phương trình 2 ta được. Rồi, bây giờ cô có như sau. Thay vào phương trình đầu tiên này, x này, vậy là âm 5 cộng với 5 nhân y tức là 5 nhân 3, đúng không? Bằng bao nhiêu? Đây cô sẽ có là âm 5 cộng này,
5 nhân 3 là bằng 15, 15 mà cộng âm 5 thì bằng dương 10. Đấy, vậy nó là nghiệm của phương trình 1. Cô thay vào phương trình 2 nhé. 2 nhân x tức là 2 nhân âm 5 trừ đi y tức là trừ đi 3, đúng không? Thì các bạn thấy này, 2 nhân âm 5 là âm 10, âm 10 trừ 3 vậy là âm 13. Nó cũng bằng vế phải của phương trình 2. Vậy mình kết luận là vì cặp số âm 5, 3 vừa là nghiệm của phương trình 1, vừa là nghiệm của phương trình 1. Đây, nó cô ghi luôn là nghiệm của phương trình 1 và phương trình 2. Nên cái cặp số 5 âm 3 âm 5 3 chính là nghiệm của hệ phương trình đã cho. Của hệ phương trình. Hệ phương trình nào các bạn? 2 lăm mã, đúng không? Rồi, đấy là phần hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn của chúng ta. Bây giờ chúng ta cùng áp dụng và làm cho cô một số bài tập nhé. Tiếp theo chúng ta cùng vào cho cô phần bài tập nhé. Đây chúng ta sẽ giải cho cô bài tập số 1 trong sách giáo khoa này. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất hai ẩn? Xác định cho cô các hệ số A, B, C của mỗi phương trình bậc nhất hai ẩn đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có này. Bài này chúng ta sẽ giải nhanh thôi nhé. Đây chúng ta có phương trình ở câu A là phương trình bậc nhất hai ẩn. Vì các bạn thấy nó có dạng AX cộng BY bằng C, đúng không? A ở đây của chúng ta là 2, B là 5, C là âm 7. Rồi tiếp theo câu B. Câu B này thì nó không là phương trình bậc nhất hai ẩn. Vì sao? Vì chúng ta thấy là A và B của nó lại đồng thời bằng 0. Như vậy thì chúng ta thấy là hai ẩn, đúng không? Rồi, câu C là 0x trừ 5 phần 4y bằng 3. Thì đây nó cũng có dạng AX cộng BY bằng C. Và A ở đây của cô là 0, B là âm 5 phần 4, C là 3. Và chúng ta thấy A và B ở đây nó đã không đồng thời bằng 0. Tuy A bằng 0 nhưng mà B nó đã bằng 5 phần 4, âm 5 phần 4 khác 0 rồi. Vì vậy mà chúng ta sẽ thấy phương trình của câu C này vẫn là phương trình bậc nhất hai ẩn. Tiếp là câu D. Cô có là 0,2x cộng 0y bằng âm 1,5, đúng không? Thì chúng ta thấy ở đây B của chúng ta là 0, nhưng mà A thì nó đã khác 0 rồi, là 0,2. Nên là đây vẫn là phương trình bậc nhất hai ẩn. Rồi vậy mình sẽ thấy là C ở đây là âm 1,5 nhé. Đấy, vậy thì trong các phương trình ở bài 1 thì chúng ta thấy phương trình ở câu A, câu C và câu là phương trình bậc nhất hai ẩn. Rồi, và đó là bài số 1. Tiếp theo chúng ta cùng vào cho cô bài số 2 nhé. Bài 2 là trong các cặp số 1, 1, âm 2, 5, 0, 2, cặp số nào là nghiệm của mỗi phương trình sau? Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng giải cho cô cái phần bài số 2 này như sau. Thế thì để xem là trong các cặp số này đâu là nghiệm của mỗi phương trình này thì cô sẽ làm như sau. Cô sẽ thay các cái giá trị x bằng 1, y bằng 1 này vào từng phương trình, đúng không? Đây cô sẽ có đầu tiên câu A. Cặp số 1, 1 chính là nghiệm của phương trình 4x cộng 3y bằng 7. Vì khi cô thay x bằng 1 vào đây này, 4 x 1 cộng với 3 x 1 thì các bạn thấy là bằng 4 cộng 3. Vậy nó đúng bằng vế phải của phương trình là bằng 7. Tiếp, cặp số âm 2, 5 thì nó có là nghiệm của phương trình 4x cộng 3y bằng 7 không? Thì chúng ta thấy nhá, âm 2, 5 thì chúng ta thay vào này, 4 x âm 2 này cộng với 3 nhân với 5 thì chúng ta được là bằng âm 8 cộng 15 thì nó cũng là bằng 7. Vậy thì khi đó chúng ta thấy cái cặp số 1, 1 và âm 2, 5 này nó chính là nghiệm của phương trình ở câu A. Tiếp theo chúng ta có cặp số 0, 2. Nó không phải là nghiệm của phương trình 4x cộng 3y bằng 7 vì chúng ta thấy có như sau. Cô thay cái cặp số 0, 2 này vào này, cô sẽ có 4 x 0 cộng với 3 x 2. Đúng không? Thì các bạn thấy là bằng 3 x 2 là 6 này, 4 x 0 là 0, 0 cộng 6 vậy bằng 6 thì nó khác với phải. Vậy thì 0, 2 này không phải là nghiệm của phương trình này. Tiếp theo chúng ta có là vậy, trong các cặp số đã cho thì có hai cặp số đấy là 1, 1 và âm 2, 5 chính là nghiệm của phương trình 4x cộng 3y bằng 7. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta tương tự như thế, các bạn tiếp tục thay vào cho cô xem trong ba cặp số này cặp số nào sẽ là nghiệm của phương trình ở câu B nhé. Cách thay tương tự. Đấy, sau đó thì các bạn thử bình luận xuống phần phía dưới cho cô xem là các bạn có ra giống đáp án với cô ở câu B hay không. Còn bây giờ thì
Về nhà chúng ta sẽ ôn cho cô toàn bộ kiến thức của bài học ngày hôm nay, đó là về khái niệm phương trình bậc nhất hay ẩn và hệ hai phương trình bậc nhất hay ẩn. Sau đó chúng ta sẽ hoàn thành cho cô các bài tập còn lại trong sách giáo khoa và sách bài tập. Bây giờ thì cô Hạnh xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong bài số 3 trong chương 1 này. Xin chào tất cả các em. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.